Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Như vậy là chúng ta đã vừa học xong một bài học rồi và chúng ta chuẩn bị đến với bài học tiếp theo. Với bài này, Nhi chúc cho các anh chị sẽ có thật nhiều niềm vui để chúng ta học bài thật là hiệu quả. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến bài học tiếp theo. Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ học một món tiếp theo, đó chính là món cơm trộn Hàn Quốc chay. Về phần nguyên liệu thì chúng ta cần phải có nguyên liệu để làm được một tô cơm trộn Hàn Quốc. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái phần nước sốt đặc biệt để chúng ta có thể làm phần cơm trộn thật là ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nguyên liệu để làm được một tô cơm trộn Hàn Quốc. Thứ nhất là đối với gạo thì chúng ta cần có gạo Nhật. Mình nên dùng gạo Nhật để cái chất lượng cơm nó ngon. Mình dùng là 130g. Thịt bò chay chúng ta dùng 40g. Giá đậu xanh chúng ta dùng 30g. Cà rốt chúng ta dùng 30g. Cải ngọt 30g, dưa leo 30g, hành tây 20g, kim chi 20g, nấm hương khô 10g. Nếu chúng ta dùng nấm hương tươi thì chúng ta dùng từ 20 cho tới 30g. Hạt nêm 4g, nước tương 5ml, tỏi và hành tím 4g, mè trắng 3g, trứng gà công nghiệp 1 quả, hành phi 1 phần là 10g. Và nước sốt để làm cái món cơm trộn Hàn Quốc thì một phần chúng ta dùng 50ml. Đó là những cái nguyên liệu để làm được một tô cơm trộn Hàn Quốc phiên bản chay. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần nước sốt cho món cơm trộn thì cần những gì nha. Một phần nước sốt là 50ml. Chúng ta sẽ cần tương ớt Hàn Quốc là 300g, tương ớt Choli Mac 50g, dầu mè 50ml, dầu hào 50ml, bột ớt 5g, nước tương 50ml, tiêu 3g, đường 50g. Tất cả những cái nguyên liệu mà vừa đọc trên, chúng ta trộn đều thì chúng ta sẽ ra được 11 phần nước sốt, mà mỗi phần nước sốt là 50ml. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ những cái nguyên liệu cần để mình có thể làm món cơm trộn Hàn Quốc chay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các bước thực hiện nha. Bước đầu tiên là về phần sơ chế. Về cơm thì chúng ta có 500g gạo Nhật, thì chúng ta cần phải vo từ 2 đến 3 lần nước cho sạch. Sau khi vo sạch xong thì chúng ta cho 600ml nước vào ngâm với gạo trong vòng từ 20 tới 30 phút. Rồi sau đó chúng ta cho vào nồi cơm điện, bấm nút và nấu như gạo bình thường. Khi cơm chín thì chúng ta xới đều và cho cơm ra tô lớn để ở nhiệt độ phòng cho cơm hơi nguội và ráo. Khi mà cơm ráo và nguội thì chúng ta sẽ làm món cơm trộn được ngon hơn. Về phần bò chay thì mình sẽ ngâm, nếu mà chúng ta ngâm nước thường á, nước sạch á, thì từ 10 đến 15 phút thì bò chay nó sẽ nở ra. Còn nếu mà chúng ta muốn nhanh, chúng ta có thể ngâm nước sôi thì trong vòng 5 phút thì bò chay sẽ nở. Sau khi chúng ta ngâm xong thì chúng ta rửa sạch, vắt ráo và cắt miếng vừa ăn theo chiều ngang của cái miếng bò chay. Đối với giá đậu xanh thì chúng ta cần phải rửa sạch, sau đó chúng ta nấu nước sôi lên. Rồi chúng ta trụng giá, rồi vớt ra để ráo. Cà rốt thì mình sẽ cắt khúc có chiều dài từ 5 đến 6cm. Sau chúng ta cắt thành lát, rồi chúng ta cắt sành sợi. Và chúng ta sẽ xào lăn trên cái chảo dầu cùng với 1g hạt nêm. Ở đây thì cà rốt là chúng ta chỉ xào cho cà rốt chín thôi, chứ chúng ta không cần nêm nếm quá nhiều gia vị nha. Về phần cải ngọt thì chúng ta rửa sạch cắt khúc có kích thước khoảng từ 5 cho tới 6cm. Và cải ngọt thì cũng giống như giá, là chúng ta cũng sẽ nấu nước sôi, cho nước sôi lên, cho cải ngọt vào luộc. Mình luộc sơ, sau đó mình vớt ra để ráo. Mình cho cải ngọt vào, mình cho nó sôi tầm khoảng 15 đến 20 giây là mình vớt cải ngọt ra để ráo. Đối với phần dưa leo, chúng ta sẽ rửa sạch, bỏ ruột, rồi chúng ta sẽ cắt thành sợi. Nấm hương khô thì chúng ta sẽ ngâm nước sôi trong vòng 15 tới 20 phút cho nấm nở. Sau khi đã nở rồi thì chúng ta rửa với nước nước sạch, và lưu ý là chúng ta phải rửa từ 4 đến 5 nước cho đến khi nào nước nó trong, và vừa rửa thì vừa vắt để cho hết đi cái mùi hôi của nấm. Sau khi rửa và vắt ráo rồi thì chúng ta sẽ cắt thành sợi nhỏ. Nấm hương khô mà ngâm xong thì nó được khoảng 20 đến 30g, thì chúng ta sẽ cho 5ml dầu ăn, 1g hành tím băm, 1g tỏi băm phi thơm. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần nấm hương vào
để mình xào với 1 gam hạt nêm, 1 gam đường và 20ml nước. Chúng ta xào cho đến khi nấm hương nó hút hết nước thì chúng ta cho ra dĩa. Còn nếu nấm hương tươi thì chúng ta không cần ngâm mà chúng ta làm tương tự. Hành tây thì mình bóc vỏ, rửa sạch, sau đó mình cắt thành sợi. Tỏi và hành tím thì chúng ta bóc vỏ, rửa sạch rồi chúng ta băm nhuyễn hoặc là xay nhuyễn. Kim chi thì cắt miếng vừa ăn. Mè trắng thì chúng ta đem đi rang cho nó vàng. Trứng gà công nghiệp thì chúng ta làm ốp la. Nếu mà mình có thể ăn được lòng đỏ hồng đào thì mình làm cho cái hồng đỏ lòng đào cho ngon. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần là làm sốt của cái phần cơm trộn. Để làm nước sốt cho món cơm trộn Hàn Quốc thì chúng ta cần các nguyên liệu sau: 300g tương ớt Hàn Quốc, 50g tương ớt Cholimex, 50ml nước tương, 50ml dầu hào, rồi chúng ta cần 50ml dầu mè và 50g đường, 5g bột ớt, 3g tiêu. Là cách làm là chúng ta chỉ cần cho tất cả các cái nguyên liệu gia vị mà mình vừa mới đọc vào trong một cái tô và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Ở trong video thì Nhi chỉ làm một lượng nhỏ, vì vậy các anh chị thấy nguyên liệu hơi ít. Nhưng mà một phần nguyên liệu mà Nhi đọc trong công thức á, là được 11 phần sốt nha. Mỗi phần sốt là 50ml. Rồi bây giờ đối với cái phần những cái rau củ đã sơ chế thì bây giờ chúng ta sẽ luộc sơ. Ở đây mình sẽ nấu cho nước sôi thật là sôi lên, sau đó chúng ta cho cải vào. Chúng ta luộc khoảng 15 đến 20 giây, giá cũng vậy luôn.